trôi qua một ngày, ngồi buồn online lướt face xong xuôi lại tắt cầm điện thoại lên, chờ đợi màn hình hiện tin nhắn của cái ông người yêu. Từng ngày trôi qua mẫn gian tivi ngồi xem bóng đá thâu đêm mùa giải Euro, rô cài bộ alo mình ơi em ngủ đi, chồng đã ngồi coi đá banh đến 2 giờ sáng, vua đào nhà cạnh tranh sư quê rất hay, và cứ thế tôi bị bỏ rơi đành cho qua nhưng sao vẫn buồn ra đường chơi ấy giày ấy ai cũng ngồi coi bóng đá quán bia cả mấy quán cà phê đến đâu cũng là hết reo hò. Tốt nhất là về nhà thật nhanh, ôi thôi bố cũng đang xem cùng với cả xóm toàn các cao to vạm vỡ, hà cớ chi lại tranh giành với nhau mỗi quà bánh, lại được mấy chục ngàn người xem cứ ra điếc cả tay khóc lóng khi bóng không vào cứ như cháy nhà vậy. Cầm miếng thịt gà vội vàng để đưa lên cắm ăn, ôi giặt hết cả mình gặp ngay fan cuồng nhiệt kêu la. Theo như tôi thấy anh đàn ông họ rất yêu thích thể thao như thế là tốt, nhưng một số thì tôi phải phê phán ngay, giải bóng đá 4 năm một lần làm ai ai cũng rất mong chờ, nhưng hiện nay rất nhiều nơi đang kiếm tiền phi pháp đây, cá độ bóng dưới mọi hình thức, và rồi bán xe bán vàng rồi cắm nhà nhưng đen thì mất trắng tất cả sau một đêm, nhiều vụ báo chí đang tìm tự sát vì bóng, và biết bao gia đình đã tan cỡ nát nhà chỉ vì bóng bành cá độ thôi, và hơn hết những người trẻ đang có tương lai người sáng đã góp công cha mẹ nuôi bao năm học hành. Bóng đá chỉ nên coi giải trí, chớ có ham mê quen lỗi về, thế là đã sắp hết mùa bóng, tỷ lệ dân số ít hơn vì đi tự vẫn chết hết rồi.